Xin chào tất cả các bạn, mình là ông Chuyên. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một thiết kế nạ của mạch xe đạp điện. Cái này là mạch sạc xe đạp điện 74,2V. Nhìn qua thì nó giống như các mạch xung bình thường, nhưng sau khi mình vẽ mạch lại, mình thấy một thiết kế lạ rồi. Đây, thiết kế lạ là con MOSFET này, 10L60, không hề có chân G, nó không hề có điện trở nối đất, không hề có điện trở sập tụ cho nó. Cái này nó dùng cái nguồn xung là IC là QVK3858. Đây, con IC QVK3858. Mình nghĩ con này nó là một con thiết kế rất lạ. Chân 6 của nó này qua con điện trở 1 ohm kích vào chân G của MOSFET. Chân 6 đây. Các bạn nhìn trên mạch bắt đầu từ chân 6 này, qua một con điện trở cấp của chân G của MOSFET. Đây, con điện trở là mình thay một con 18 ohm này. Chết rồi, mình thay một con 18 ohm. Nhưng có một đặc điểm là chân G của MOSFET không hề có điện trở dập mát. Đây, các bạn nhìn trên sổ này, chân G này không có điện trở dập mát. Con này mình đang thiệt hại khá lớn khi sửa nó. Đây, hai con MOSFET rất to, tụ thì không chết nhưng mình cứ thay cho điện trở bảo vệ quá dòng này, mắc ba con nên vẫn chết này. Hai con QVK3858 này mình mua về cái biểu tượng hình ảnh giống hệt con trên main rồi, thay vẫn chết. Sau khi vẽ lại mình thấy nó không có điện trở này thì mình mới nghi ngờ, thì mình mới thử lắp con điện trở dập mát cho chân G này. Thì trước đấy mình không điện trở dập mát thì thử không tải thôi. Nếu mà thử không tải mà dùng con MOSFET zin bản của nó là 10L60 là chết ngay lập tức. Thì mình thay con MOSFET rất to này vào thì thử không tải không chết, nhưng mà khi có tải phát là cũng chết MOSFET. Thì mình đã quyết định là mình đấu một con điện trở 10K và giật mát cho chân G này. Ở trên YouTube có một kênh ở nước ngoài có một cái solo của con IC nguồn xung là QVK388 này, thì nó cũng có con điện trở giật mát cho chân G, nhưng không hiểu tại sao cái mạch này lại không có. Mình nghĩ là cái con IC QVK3858 nguyên bản của nó có một con điện trở sẵn ở bên trong để dập mát. Còn cái con mình mua này cũng là mã 3858 này, QVK mã 3858 này, nhưng họ lại lừa thợ sửa chữa, không có con điện trở dập mát cho nó, là cứ thay là chết. Đấy, mình chỉ cần phải mát cho nó thêm một con điện trở dập mát này từ chân G xuống, sau mình sẽ tải cho nó luôn. Về tải đầu ra của con này, điện áp ra của nó được qua một con thyristor này để đúng nên là bình thường các bạn sẽ không đo được. Bình thường đo ở đầu ra thì nó sẽ không điện áp ra, mà phải có ắc quy nó mới xuất điện này, có ắc quy nó mới cấp cho chan này để mở con diac này để kích thông con thyristor, nên bình thường nó sẽ không mở. Mình sẽ phải câu cái bóng đèn này vượt qua cái con thyristor này, câu vào chân âm và con điện trở cảm biến dòng này luôn.
Con này mình đã thử nhiều lần, mất khá nhiều thời gian nữa. Mình không có, chưa có cái tài lớn này. Cũng tạo vào bóng đèn này thôi. Đây mình đang thử tải cho cái này có 12W thôi. Thực tế con này nó 274V luôn, 140W. Thử tải này hơi thấp. Nhưng mà ngày trước ấy, khi mà không có cái con điện trở bảo vệ, không có con điện trở giảm mát của chân G, IGBT ấy, thì thử tải như này một lúc là đứt mốt phép ngay. Mốt phép không nóng nhưng mà vẫn chết. Mình chỉ nghi ngờ là cái con QVK3858 nguyên bản của nó là nó có sẵn con điện trở giảm mát rồi, nên trên mạch người ta bỏ đi. Còn bây giờ con QVK388 mua mới không có nên là chúng ta phải câu thêm một con điện trở giảm mát vào. Rồi video của mình đến kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.